Xin được kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin của bóng đá STV trong buổi sáng ngày hôm nay ngày 24 tháng 10. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì câu chuyện liên quan đến việc là thầy Park sẽ dẫn dắt đội tuyển Campuchia hay là sẽ tái duyên với cả bóng đá Việt Nam thì câu trả lời được reporter đưa ra cuối cùng. Và đặc biệt là câu chuyện vừa qua liên quan đến VAR tại V-League thì hiện nay câu chuyện đó vẫn khiến cho các cổ động viên Việt Nam vẫn cảm thấy khá là đau đầu với một số những lý do khá là đặc biệt. Đó là một số những thông tin chính mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong bản tin của bóng đá STV ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, có những tin đồn đó là Mbappé có thể là sẽ tái hợp với bóng đá Việt Nam và có thể là sẽ dẫn dắt cả đội tuyển Campuchia nữa. Còn thực tế hiện nay thì thầy Park chưa bao giờ rời bóng đá Việt Nam cả, kể cả là khi mà thầy đã chia tay với đội tuyển Việt Nam. Bởi ai cũng biết rằng hiện nay thầy Park đã có một học viện dành riêng cho mình ở Hà Nội. Và về chuyện Mbappé có thể là tái xuất để cầm quân sau khoảng 1 năm trời chia tay đội tuyển Việt Nam hay không thì đó vẫn là một câu chuyện mà nhiều người quan tâm, không chỉ là cổ động viên bóng đá Việt Nam mà nhiều các cổ động viên của các nước khác, đặc biệt ở đây đó là những Indo, đó những Thái Lan và đặc biệt đó là Campuchia. Vừa qua có những tin đồn đầu tiên đó là liên quan đến việc là bên phía Liên đoàn bóng đá của Campuchia đã liên hệ với Mbappé. Lý do là Campuchia vừa qua thì đã thất bại trước Pakistan, cho nên họ đã bị loại sớm tại vòng loại World Cup 2026 này. Và chính vì lý do đó mà vừa qua thì rất nhiều các cổ động viên của Campuchia họ muốn rằng là phải sa thải thuyền trưởng của đội bóng này, đó là ông Damat, ngay lập tức. Và người được đông đảo các fan bóng đá của Campuchia trao niềm tin đặc biệt đó lại là Hun Pao. Một cái điều đó thì tôi nghĩ rằng cũng là một điều rất là dễ hiểu thôi. Bởi thầy Park đến với bóng đá Việt Nam đã giúp cho bóng đá Việt Nam của chúng ta có những bước tiến thần tốc. Và người Campuchia cũng rất tin tưởng rằng là với Mbappé thì họ cũng có thể làm được điều tương tự như vậy. Thế nhưng mới đây thì lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Campuchia cũng đã lên tiếng để phủ nhận sự việc kể trên. Và ông Soka có nói với truyền thông của Campuchia như thế này, thưa quý vị và các bạn. Phản ứng trái chiều của người hâm mộ bóng đá Campuchia là có thể hiểu được. Nó xuất phát từ tình yêu với đội tuyển quốc gia. Và đó là lý do vì sao mà họ chỉ trích đội bóng sau khi mà không giành được kết quả tốt nhất. Chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp để giúp cho bóng đá nước nhà vươn lên. Và vừa qua với phát biểu như thế này thì rõ ràng đó là một câu trả lời rất chính xác cho tin đồn đó là việc Mbappé có thể dẫn dắt Campuchia hay không. Còn sự thực thì thầy Park cũng rất khó để có thể dẫn dắt đội tuyển Campuchia. Có hai lý do khác nhau. Thứ nhất là với bóng đá của Campuchia thì rõ ràng đây là một nơi mà cũng rất khó để cho một người như thầy Park có thể là tạo ra thành công được. Và thứ hai nữa thì cái danh tiếng của Mbappé tại Đông Nam Á là rất lớn và thầy Park cũng đã khá nhiều lần có nói rằng là ngoài dẫn dắt đội tuyển Việt Nam ra thì thầy Park sẽ không dẫn dắt bất cứ một đội bóng nào tại Đông Nam Á cả. Và câu chuyện thầy Park vừa qua thì cũng đang mong muốn quay trở lại làm việc, đó làm huấn luyện trưởng, có thể là Hàn Quốc hoặc đặc biệt là có thể làm việc tại Việt Nam. Còn câu chuyện này thì tôi nghĩ rằng là cổ động viên của chúng ta thì cũng đặc biệt quan tâm và cũng rất mong muốn điều đó nó diễn ra thôi. Bởi với thầy Park nếu như có thể tái xuất làm việc cùng với một cấp độ đội tuyển nào đó hoặc thậm chí là dẫn dắt một câu lạc bộ nào đó tại V-League thì đó là một thông tin mà chắc chắn sẽ mang đến những tiếng vang lớn và khiến cho nhiều người sẽ quan tâm ở trong thời điểm này. Còn vừa qua cái thông tin liên quan đến việc là Bầu Đức đang sẵn sàng chi trả tiền lương để mời Hung Gao Kyung về dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Đây là thông tin mà chúng tôi cũng đã nói rất rõ từ bản tin trước rồi, thế nhưng vẫn có một số quý vị và bạn dường như là vẫn không hiểu về cái nội dung mà chúng tôi muốn đưa ra. Nhiều người thì cứ hiểu rằng là chúng tôi đưa thông tin này là chúng tôi nói như vậy. Nhưng chúng tôi muốn khẳng định một điều rằng đây là những thông tin mà chúng tôi đã đọc được rất nhiều. Và tôi nghĩ rằng là nhiều cổ động viên cũng đã xem được ở rất nhiều một số kênh ở trên YouTube thì họ cũng nói về cái thông tin này. Cho nên chúng tôi đưa ra hai cái lý do để có thể khẳng định một điều rằng là không có chuyện là Bầu Đức bỏ tiền túi ra để mời Hung Gao Kyung về dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đâu. Tuy nhiên đây là thông tin mà nhiều người rất là thích thú, quan tâm, đặc biệt chú ý. Vì vậy mà tôi muốn đính chính một câu chuyện. Thứ nhất là hiện nay thì việc thay Hung Gao Kyung hay bất cứ một huấn luyện viên nào khác trong thời điểm này chắc chắn gần như là không thể. Và thứ hai nữa, như thông tin trước chúng tôi có đưa thì hiện nay cái tài chính của Bầu Đức đang gặp vô vàn những khó khăn. Vì vậy mà Bầu Đức cũng khó lòng để mà chi trả một cái tiền lương để mà mời một huấn luyện viên nào đó tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Và cái lý do cũng rất đơn giản thôi. Đó là trong cái thời điểm trước đây thì đó là thời điểm mà thầy Bầu Đức vẫn còn đang làm việc ở trong liên đoàn. Cho nên đó là nhiệm vụ của Bầu Đức là buộc phải đưa về một huấn luyện viên để làm giúp đỡ cho bóng đá Việt Nam, để tìm kiếm một huấn luyện viên có tài và phù hợp với bóng đá Việt Nam. Và thời điểm đó thì Bầu Đức cũng đang sẵn sàng để trả tiền lương.
Còn câu chuyện đó hiện nay thì mọi thứ cũng đã thay đổi đi rất nhiều lần rồi, thay đổi rất nhiều. Bồ Đức cũng không làm việc ở trong bên phía liên đoàn nữa, và thứ hai là cái kinh tế tài chính của Bồ Đức đang gặp vô vàn những khó khăn. Vì vậy câu chuyện mà Bồ Đức mời ông Kyung đến để dẫn dắt rồi trả tiền lương cho ông ấy để dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thì điều đó gần như là không có để có thể xảy ra được. Vì vậy ngày hôm nay thì trong bản tin này chúng tôi muốn tiếp tục đính chính lại một chút về thông tin này thôi. Bởi vừa qua thì cũng có nhiều người có vẻ như là hiểu nhầm cái câu chuyện của chúng tôi muốn chia sẻ. Còn câu chuyện tiếp theo thì chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện liên quan đến VAR tại V-League. Thậm chí thì vừa qua V-League đã để lại rất nhiều những cái điều tiếng về mặt trọng tài khi mà chưa có VAR. Rồi sau đó nữa khi mà có VAR rồi thì vẫn để lại khá nhiều những điều tiếng. Bởi tình huống vừa qua khi mà trọng tài Đình Thái xem VAR thì cuối cùng đã quyết định thổi một quả phạt đền trong trận đấu giữa Hải Phòng gặp câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Thực sự đây là một cái điều rất khó cho Việt Nam của chúng ta, bởi thực tế là VAR dường như là vẫn chưa thực sự đầy đủ ở các góc máy quay, và chính điều đó khiến trọng tài trong trận đấu vừa qua, đó là ông Đình Thái xem tới tận 7 phút trời mà mãi mới thể đưa ra được quyết định cuối cùng. Và thậm chí cái quyết định đó cuối cùng của trọng tài Đình Thái thì vẫn gây ra rất nhiều những ý kiến trái chiều. Bởi rất nhiều người hâm mộ khi mà xem trên truyền hình, rất nhiều các góc máy quay thì họ cũng không xác định nổi rằng là bóng đã thực sự chạm tay cầu thủ bên phía Hoàng Anh Gia Lai hay chưa. Vì vậy mà đây thực sự là một câu chuyện rất là đau đầu. Chúng ta thì cũng đã có VAR rồi, nhưng nếu như VAR mà không thực sự rõ ràng như trong tình huống vừa qua thì lại vẫn để lại rất nhiều những ý kiến của các cổ động viên. Nếu như tình huống đó không có VAR và trọng tài lập tức thổi còi hay là xua tay thì đó là một câu chuyện rất là bình thường. Nhưng khi mà soi VAR rất kỹ rồi nhưng vẫn chưa đưa ra được quyết định được coi rằng là chính xác nhất thì đây là câu chuyện mà tôi nghĩ rằng liên quan đến cái phần tổ chức cũng như là cái kinh phí hoạt động dành cho VAR. Nhiều người có nói rằng là chúng ta hiện nay cần phải lắp thêm một số các cái góc máy quay nó phải kỹ hơn nữa, một số góc quay mà không có mà chúng ta vừa qua gặp rất nhiều khó khăn dành cho trọng tài. Bởi thực tế là trọng tài Đình Thái mặc dù đã có rất nhiều thời gian để theo dõi và thậm chí là có sự giúp đỡ, trợ giúp của các trọng tài VAR ở trong cái phòng VAR được. Vì vậy mà có nhiều người có nói rằng là cần phải thông cảm cho các trọng tài bởi việc họ xem dữ liệu một cách không đầy đủ như vậy. Và nói như trọng tài Thái thì ông ấy nói rằng là với cá nhân, với quan điểm của ông ấy, với những góc quan sát mà ông nhìn thấy được ở trên màn hình thì bóng đã chạm tay. Cho nên cuối cùng thì trọng tài Thái đã đưa ra một quyết định rất mạnh dạn, đó là thổi phạt penalty câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, một bàn thắng dành cho một đội bóng khác, đó chính là câu lạc bộ Hải Phòng. Câu chuyện VAR thì không phải là mới so với các nền bóng đá ở trong khu vực, ví dụ như Thái Lan và đặc biệt là trên thế giới nữa. Nhưng rõ ràng nó là mới với bóng đá Việt Nam bởi chúng ta thì cũng mới áp dụng VAR thôi. Và mới cái thứ hai nữa là chúng ta gặp những tình huống tương tự như thế này. Thì liệu rằng chúng ta sẽ phải xử lý những tình huống đó như thế nào? Vì câu chuyện này tôi nghĩ rằng là chúng ta cần có thêm kinh phí để chúng ta hoạt động, hoặc bên phía FIFA phải có những sự hỗ trợ dành cho bên phía công ty cổ phần chuyên nghiệp bóng đá Việt Nam để chúng ta có thêm những góc máy quay tốt hơn. Thứ nhất là nó mở, và thứ hai nữa là không đủ các góc quay. Thực tế có VAR như vậy thì đôi khi tình huống nó vẫn không rõ ràng, và như vậy vẫn gây ra rất nhiều những sự tranh cãi tới các cổ động viên và các đội bóng khác, đúng không ạ? Còn quý vị và bạn nhận xét như thế nào về cái thông tin ngày hôm nay thì hãy để lại cho chúng tôi một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay nhé. Xin cảm ơn rất nhiều và được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.